Em chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa. Hôm nay thì em lại xử lý con đài cho anh khách. Con này dán này kiểu là chữ mới sao này, dạng kiểu chữ in này, nếu bóc con này ra răng là mất cái chữ này. Chữ này chữ dán vào băng dính hay sao này. Tình trạng con này thì đang tệt đấu loa rồi, chỉ có tiếng xì và tiếng rất nhỏ nhé. Phần băng xịt con này là làm trong 4 con đài của bạn khách ở Đắk Lắk. Âm thanh chỉ có tiếng xì xì thôi. Đấy, chỉ có tiếng xì rất nhỏ thôi nha, mặc dù lên max volume được. Nên là nó bị cái lỗ này thì riêng phần radio thì không ra được đâu. Không có âm thanh được. Và tiếp tục nữa là cái vấn đề là phần băng nữa con này không chạy nhá. Con này dọn phần xử lý lại và dọn phần radio. Con này con Soli CFS 1177F. Con thì em sẽ làm lần lượt từng con một nhé. Con này thì em sẽ tháo ra kiểm tra xem đang bị lỗi gì. Con này em đã tháo rồi các bạn. Nói chung là bên trong thì cũng rất là bẩn nhé. Mạch thì còn đẹp này, mạch này còn rất là đẹp luôn. Có sửa nhưng mà gần như nguyên zin đấy, có sửa chữa. Công suất còn này, em đang mất đầu vào này. Sẽ kiểm tra xem nó ở đâu. Tình trạng con này thì bị mất nguồn phần IC tiền khuếch đại. Một vế đã lên nhá. Còn một vế nữa thì đang mất không lên luôn đấy. Một vế nữa là im du luôn. Bọn này mà IC xuống nó hơi mệt. Kiếm IC bọn này nó hơi khó. Đây để em để tạm đây xong là em đóng lại cái cầu bên này luôn. Clip thì có những trường hợp này cắt clip nó không ấy lắm. Đây. Vế bên này. Bên này có này, bên này đang mất này. IC có này. Nhưng mà lên đến IC quay có này. Tiền khuếch đại đang mất này. Sở tiền khuếch đại đang không có tín hiệu luôn này. Đấy. Thì với trường hợp này thì bây giờ phải dò lại từ cái IC equalizer các bác. Dò lại từ IC equalizer. Trong dò lại IC tiền khuếch đại này sẽ đang mất ở đoạn nào. Hiện tại nhé. Con này cũng có xử lý này. Này bác chắc nó bị đứt đoạn này, bác hàn mấy đoạn này. Thì bạn này thì tín hiệu là có rồi, công suất có sống. Nhưng đang phần về cái vế bên này sẽ kiểm tra tiền khuếch đại và IC khuếch đại, IC equalizer nhé. Rồi vế này đã có tiếng rồi. Mất ngay ở phần equalizer nhá. Cái vế này thì nó mất ở chỗ là gì, là trong quá trình hàn ấy, sơ xuất là nó sẽ bị đến tình trạng là đứt ngầm chân mạch nhá. Đứt ngầm chân mạch thì nó mất. Đâm ra cái này thì phải dò kỹ các bác ạ. Tức là gì, là chúng ta phải tìm hiểu sơ đồ, tìm hiểu chân IC, tìm hiểu cái nguyên nhân các chân của nó và điện áp cũng như là tín hiệu vào ra nhá. Vế này có tiếng rồi. Này em sẽ kiểm tra cả phần FM nữa và sau đó em sẽ xử lý dọn cái phần cơ. Con này thì âm thanh hơi nhỏ, tăng hết cỡ rồi. Con này tí phải can thiệp một chút về mạch quay thì âm thanh nó mới lên được không ạ. Và con này em vừa kiểm tra thử thì cần quay đang không tác dụng này. Đang sợ chết mất cần quay nữa. Tí can thiệp chút để cho âm thanh nó lớn lên, nó đang nghe nó đang bé lắm. Con này các bác nghe tiếng nó chạy nhanh không? Âm thanh rất là chuẩn đấy nhưng tiếng nhanh nhá. Và em đã phát hiện rồi, em vừa chỉnh tốc độ nhưng mà chỉnh kịch kim rồi vẫn bị nhanh. Con này bạn ấy xử lý nó đang bị vấn đề. Con này á, dây cu loa này em đã thay lại rồi nhá. Dây cu loa, bởi vì dây cu loa trong của nó là nó trùng quá tua không được. Thì ở đây này.
trục bánh trục bu lì các bác kìa. Hiện tại đang bị cái trục bu lì là trục lớn. Tức là gì, trục lớn của nó thì khi các bác giảm hết cả cái tốc độ xuống thì nó vẫn nói to. Nó vẫn là giảm hết tốc độ xuống nó vẫn chạy nhanh nhá. Bởi vì hết tầm rồi mà bu lì lớn quá mà bây giờ con đó, bây giờ em sẽ phải kiếm cái bu lì nhỏ để em thay sang bu lì lớn đó, xong bắt đầu là chỉnh lại tốc độ. Nhưng mà nói nhanh lắm. Nhanh này thì lợi thế là âm thanh tiếng càng nhanh thì âm thanh càng sáng nhé. Đấy. Thì càng nhanh âm thanh càng sáng nhé. Và con này thì đầu tư của nó đang bị một vế là nó hơi mỏ một tí nên âm thanh một vế sẽ hơi tối hơn một chút xíu. Và đầu tư này hiện tại đang không có để thay đâu. Còn rất chậm chạp từ đường dẫn Trần Nhật Duật lên cây cầu Trương Dương, bạn Minh Vương Áng Trừng là cũng phải mất cỡ 15-20 phút. Bây giờ các bạn đang là một kỳ dược liệu quý dành cho 60 vị khách hàng đúng không? Nói giữa nào? Chung dòng này hơi kém. Do vậy quý vị hãy nhanh tay gọi điện. Dòng này FM vẫn hơi kém nên phải xoay dàn đấy. Anh còn nhớ em chứ? Một số đài lép này. Diệu biến tuổi thơ còn tháo trên đầu. Không, một em. Đây không năm. Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của cô Đinh. Ban chỉ huy quân sự tỉnh nghe nói anh được chuyển ngành. Em ok, băng nhá. Vớt này. Vớt thì cái băng của em nó ghi lên mà một mặt mặt ok, mặt kém. Và con này thì đầu từ nó có một vế hơi mòn một chút nên là âm thanh nó sẽ hơi lệch một tí xíu. Còn về tổng thể là âm thanh con này là nghe cái này là ok này. Chiều thu sao không có lối xưa, để nhìn trời gió mưa, sáng hà hồi hương. Line này giờ em không có thời gian để ấy đâu. Đấy, em kiểm tra sơ bộ như này này. Đây này là ok này. Con này nhá, con này thì riêng về bên ngoài và lắp pin, bạn về bạn vệ sinh nhá. Mấy con máy này mình sẽ không vệ sinh đâu, không có thời gian vệ sinh. Thứ của bạn đang rất là nhiều. Hai con như này của bạn là 5 con đài và cộng với cả vỉ nữa của bạn là 3 thùng hàng nên là nó rất nhiều thời gian để làm. Thì con này là mình đã xử lý lại cho mạch là thứ nhất là nói được đã lên, và thứ hai là mất một vế cũng đã lên rồi, và nhỏ tiếng là cũng xử lý cho bạn cái lỗi nhỏ tiếng trên con này luôn, và tiếp nữa là phần cơ cũng đã xử lý cho mình ok. Thì con này còn lại với bên ngoài và hậu sau và lắp pin, tháo lắp pin ra thì bạn tự vệ sinh, bên trong mình đã vệ sinh cho bạn rồi nhé. Rồi sẽ tiếp tục làm tiếp một con 1177S nữa cũng giống như này và sẽ lên gộp clip hai con này luôn nhé. Em lại chào các bác, em lại kiểm tra tiếp một con tiếp theo cho bạn khách. Tình trạng con này đang cũng bị nhỏ tiếng này. Vì lên hết cỡ nó lên cỡ này nhé. Con này là lỗi nhỏ tiếng, băng nhỏ lắm. Con này là nhỏ tiếng và tiếng đang chạy nhanh và đang bị tối của phần băng. Tối của phần băng nhé. Con này thì sẽ xử lý cái phần nhỏ tiếng trước, xong đó sẽ xong là sẽ kiểm tra phần băng luôn. Là nước mắt khô mà người đời che lấp đau thương. Con này ok rồi đây này. Đã thay đầu từ nhé. Đây để em ngăn nguồn em tháo ra.
con này của mình đã thay được đầu từ khác rồi. Thay đầu từ mới nhé. Đây. Đấy. Thì thay đầu từ mới thì chất âm là nó đã lên ok tiếng sáng. Và con này thì vấn đề liên quan nhỏ tiếng cũng đã xử lý rồi nhé. Con này giờ chỉ lắp xong là test cho bạn là ok thôi. FM. Hôm nay anh là sản phẩm Heavy Ho anh nhé. Sản phẩm Heavy Ho nó cũng giảm trong cái trường hợp viêm họng da trào ngược và cả viêm thanh quản. Và của sứ mệnh nghề nghiệp ở số phát sóng lần này chúng ta sẽ đến với nghề. À em. Những ngày vừa qua bạn bàng hoàng phẫn nộ trước vụ án giết người nghiêm trọng bật. Phó tử phủ định. Mấy hiểu hoặc động từ năng nguyện phải đặt trước và ví dụ tên lên này màu đen vắng xa em chồng ơi chồng ơi chan chứa tình nên chiều em sẽ lấy một cái cặp loa khác ra, bởi cặp này lại chết rồi, cặp trên này lại chết mất rồi, nên là lại phải lấy một kiếm một cặp loa khác để test máy. Ok này. Ok, thay đầu từ cái thứ này chạy ok nhá. Con này thì xử lý cái lỗi nhỏ tiếng và thay đầu từ. Đã xong hai con cùng một mã cho bạn nhé. Bạn khách còn nhiều lắm quá. Bạn gửi 3 thùng cơ. Bạn dồn vào gửi 3 thùng cơ mà nói thẳng luôn ra là hàng của bạn ấy cũng gửi lâu rồi. Đợt này em bố trí em làm một lúc tất cả cho bạn ấy luôn một thể. Nên là mong các bác khác là chịu khó thông cảm giúp em cái. Để em giải quyết cái hàng cho bạn ấy trước. Cảm ơn các bác rất nhiều, cảm ơn bạn rất nhiều, tức là đã cho mình cái thời gian để xử lý. Còn tất cả những con máy này thì hình thức bên ngoài còn ok, sạch sẽ thì bạn về bạn vệ sinh qua lại. Riêng hàng của bạn là với những người mà cũng gọi là cũng biết làm tương đối và cũng dọn đài thì là riêng về những phần vệ sinh bên ngoài thì là mình không xử lý nhá. Thì mấy cái đấy thì để cho bạn xử lý. Chào tạm biệt các bác nhé.